Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Pica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam. Hôm nay chúng tôi lại đưa cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe xuất Mỹ các bạn nhé. Xuất Mỹ Toyota Camry khá là hiếm hoi tại thị trường Việt Nam. Camry thì các bạn có thể biết đến với những cái mẫu xe ví dụ như là Toyota Camry 2.4, Camry 3.5Q được lắp ráp trong nước, Camry 2.0 được nhập khẩu Đài Loan, Camry 2.5 LE được nhập khẩu hay còn là xuất Mỹ, và Camry SE đây là phiên bản cao cấp hơn hẳn so với lại dòng xe Camry 2.5 LE các bạn nhé. Đây là phiên bản Camry SE sản xuất năm 2008 xuất Mỹ các bạn nhé, là phiên bản cao cấp hơn so với LE, và đây là phiên bản thể thao. Đã được trang bị thêm rất nhiều phụ kiện cũng như có cửa sổ trời rồi các bạn nhé. Với cái kiểu dáng của dòng xe này thì nó khác biệt hoàn toàn so với lại cái dòng xe Toyota Camry 2.4 và 2.0 Đài Loan. Bởi cái hệ thống đèn, nó là đèn được thiết kế kéo dài ra, và mặt ca lăng cũng sẽ khác nhiều so với lại cái phiên bản 2.0 các bạn nhé. Xe đã được trang bị mâm xe này, mâm xe 6 chấu, gương điện, cửa sổ trời. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều những cái yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổng máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ, an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra sơ qua về những cái liên quan, ví dụ như là tắp cửa, cửa trước, cửa sau bên lái, và keo chỉ xem có bị đứt đoạn cái nào không các bạn nhé. Gần như thì các bạn có thể thấy xe nó còn rất là chất liệu ghế da của nó thì có thể nói rằng là khá là mới các bạn nhé. Chất liệu ghế da khá mới. Xe được trang bị cái cửa sổ trời rồi các bạn nhé. Cửa sổ trời, dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn simili cao cấp các bạn nhé. Trải sàn simili cao cấp. Cái kết cấu khung vỏ của cái dòng xe này thì nó được thiết kế là đầm chắc hơn nhiều, khỏe khoắn hơn nhiều so với dòng xe Camry trong nước, và đặc biệt là được trang bị thêm cả cái body kit cũng như là cảm biến lùi các bạn nhé. Xe thì được trang bị đầu DVD, camera lùi rồi các bạn ạ, và đặc biệt hơn nữa là trang bị cái vây hướng gió. Vây hướng gió được trang bị đầy đủ hết các bạn nhé. Cái hệ thống đèn này các bạn nhìn thấy nó khác hẳn so với lại dòng xe Camry trong nước. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái xuất xứ của cái dòng xe này. Camry này là một trong những niềm tự hào của bất kỳ đàn ông nào ở Việt Nam. Chúng ta có thể đến được cái xuất xứ của cái dòng xe này. Đây chính là cái xuất xứ này, ở nhà máy Kentucky. Kentucky sản xuất vào tháng 1 năm 2008. Chúng ta sẽ đến với lại cái vô lăng lái. Thì xe được trang bị vô lăng lái 3 chấu này, có chức năng điều chỉnh phím vô lăng, cũng như là được trang bị cái ghế chỉnh điện các bạn nhé. Ghế chỉnh điện được trang bị rồi. Rồi chúng ta được trang bị màn hình DVD, camera lùi, hệ thống điều hòa tự động, và bên cạnh đó thì chúng ta có thêm đây, hộp số tự động 4 cấp này. Rồi động cơ thì được trang bị động cơ 2.4 các bạn nhé, động cơ 2.4. Trong khoang động cơ thì chúng tôi cam kết cho quý anh chị và các bạn là xe không bị tháo cổng máy và xe không bị tai nạn, 100% có bằng văn bản tại siêu thị ô tô Pica Hà Nội. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào đang quan tâm đến giá xe thì chúng ta có thể so sánh trên các trang chuyên về xe ô tô như 4 bánh rồi chợ tốt, thì chúng tôi đang chào bán với giá khá rẻ so với lại anh chị em các showroom khác trên 4 bánh họ chào. Chúng ta đang chào bán với giá chỉ có 488 triệu thôi, và giá thì vẫn có thể thương lượng được. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe này thì có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 0939063333 hoặc số điện thoại 0984925000. Đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe đã qua sử dụng thì có thể ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Chúc quý anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.